Công ty cổ phần Ba Huân và công ty hệ thống thông tin FPT, FPTIS đã tổ chức lễ khởi động dự án quản lý nguồn lực ERP SAP S4 HANA. Đây là dự án chuyển đổi số quy mô lớn của Ba Huân, có vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy ngành nông nghiệp, chăn nuôi, góp phần thực hiện tầm nhìn trở thành công ty nông nghiệp công nghệ cao và bền vững. FPTIS sẽ tiến hành triển khai hệ thống SAP S4 HANA cho toàn bộ hệ thống công ty, bao gồm trụ sở chính Ba Huân, 4 nhà máy sản xuất chế biến và 3 trang trại chăn nuôi gia cầm, kỳ vọng tạo ra hệ thống quản trị đồng bộ nhanh chóng, chuẩn xác, toàn diện, phục vụ chuỗi chăn nuôi sản xuất 3F khép kín từ trang trại cho tới bàn ăn. Năm 2022 được xác định là năm nhiều đổi mới của Ba Huân, với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng điểm, bên cạnh phát triển mở rộng kinh doanh, tạo điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới, cùng chiến lược mở rộng quy mô hoạt động với nhiều trang trại và nhà máy sản xuất. Là thương hiệu quốc gia với kinh nghiệm hơn 50 năm trong ngành trứng gia cầm, Ba Huân hiện tận dụng thế mạnh của các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu nguồn lực, giảm thiểu rủi ro trong quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí trong vận hành doanh nghiệp.